Xin chào mọi người, đây là cái phiên bản nạ coconut mới nhất của năm 2021 nha. Một hộp của nó sẽ bao gồm 6 miếng mặt nạ nha mọi người. Tinh chất của nó thì đậm đặc hơn rất là nhiều, nhưng mà giá lại giảm 40.000 so với phiên bản cũ. Phiên bản cũ là 220.000 một hộp 6 miếng. Phiên bản mới này chỉ có 180.000 thôi mà vẫn là 6 miếng nha mọi người. Khi mà các bạn sử dụng thì các bạn mua về, sau đó các bạn sẽ bỏ vào tủ lạnh để cho nó làm mát cái miếng mặt nạ này, thì khi mình sử dụng lên nó sẽ hiệu quả và đã hơn rất rất là nhiều nha. Giờ Trang sẽ đắp mặt nạ cho mọi người coi nha. Cái miếng mặt nạ mới này thì nó sẽ đậm đặc tinh chất và rất là mỏng, nên là nó sẽ thẩm thấu vào cái da mặt của mình rất rất là ok luôn. Nó sẽ có hai cái lớp lưới ở ngoài để bảo vệ, nên là mình sẽ tháo, ban đầu mình sẽ tháo trước một lớp ra, sau đó mình sẽ đắp cái lớp ở giữa này lên mặt. Nó rất là mát luôn đó mọi người. Thì cái miếng nạ này nó gọi là nạ thạch, có nghĩa là làm từ dừa non. Thứ nhất là làm từ dừa non lên men, thứ hai là nó mỏng như là miếng thạch dừa vậy đó, và nó dai dai như thạch dừa mọi người. Rồi sau khi mình đắp lên thì mình sẽ tháo cái lớp ở giữa này ra, tháo cái lớp bảo vệ ngoài cùng này ra. Đó, nó áp sát vào cái da mặt của mình luôn. Nó là một miếng nạ thạch á, những cái tinh chất nó sẽ thẩm thấu, nó sẽ hút hết vào trong da mặt của mình luôn. Và các bạn đắp nạ từ 15 đến 20 phút là các bạn có thể rửa mặt lại, mình tháo ra và mình rửa mặt lại với nước nha. Một tuần mình nên đắp từ 2 đến 3 lần cho da của mình nó được cung cấp dưỡng chất đầy đủ nhất. Nó sẽ có công dụng thứ nhất là làm đều da cho mình, nó làm dịu mát da. Và những da nào mà đang bị sốc nhiệt đó, thì các bạn có thể đắp mặt nạ lên để nó làm dịu mát da của mình. Thứ hai là nó sẽ làm đều màu da cho mình, nó sáng da lên nha các bạn nha, giúp da săn chắc và khỏe mạnh hơn. Nó khi mà mình lấy từ trong tủ lạnh ra thì mình đắp một miếng nạ mát rượi lên trên da thì nó sẽ hỗ trợ xây khít lỗ chân lông cho mình luôn. Một hộp mặt nạ như thế này sẽ bao gồm 6 miếng, nên là các bạn đắp sẽ rất rất là lợi nha mọi người. Giá thành rẻ hơn so với phiên bản cũ nhưng mà tinh chất lại đậm đặc hơn. Cái miếng nạ này nó sẽ ôm khít da hơn, nên là khi các bạn đắp á, nó sẽ nằm im một chỗ chứ nó không có bị xê dịch. Như con nói chuyện này nó cũng không có bị xê dịch gì hết nha mọi người nha. Đảm bảo là tinh chất nó sẽ thẩm thấu vào da của mình rất rất là ok. Các bạn nào mà nghiện cái nạ coconut này thì thường khách hàng toàn mua 5-10 hộp về bỏ tủ lạnh đắp dần thôi á. Các bạn mua từ 2 hộp là đã có giá rẻ rồi, và mua 5 hộp thì chắc chắn sẽ có giá tốt nha mọi người. Và đặc biệt bên châu Anh có chương trình là khi các bạn mua một hộp phay phát, hai hộp phay phát, năm hộp phay phát về sử dụng thì các bạn sẽ được tặng kèm theo nạ coconut này để sử dụng nha, rất rất là ưu đãi luôn. Chương trình này là chương trình riêng dành cho khách hàng bên châu Anh nha mọi người, nên là các bạn muốn mua hàng hoặc là muốn trải nghiệm cái dòng sản phẩm nạ coconut này thì hãy inbox trực tiếp cho châu Anh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.